Hồ Ngọc Hà và Kim Lý cãi nhau, tiết lộ sự thật hôn nhân 7 năm. Hồ Ngọc Hà tiết lộ sự thật về hôn nhân với Kim Lý. Hồ Ngọc Hà và Kim Lý lần đầu kết hợp trong một dự án âm nhạc của nữ ca sĩ vào năm 2017. Sau lần đó, cả hai thường xuyên xuất hiện bên nhau và dấy lên tin đồn hẹn hò. Hiện tại, cả hai đã về chung một nhà và là một trong những cặp đôi viên mãn nhất nhì làng giải trí Việt. Trong một show diễn tại Đà Nẵng, Hồ Ngọc Hà lần đầu kể về đời sống hôn nhân bên Kim Lý. Cô cho biết, cả hai thường xuyên sánh đôi bên nhau tại các sự kiện nhưng khi về nhà vẫn chửi nhau như bao cặp vợ chồng khác. Xem đây như một gia vị đặc biệt trong chuyện tình cảm. Dù có những lúc mâu thuẫn nhưng điều quan trọng là Hồ Ngọc Hà và Kim Lý vẫn hạnh phúc với hôn nhân của mình. Đây là một trong những bản hit định mệnh của Hà. Sau khi hát ca khúc này, dù luôn cho tới bây giờ, rất nhiều những lời nói ngoài kia rằng đây không phải sự thật. Cũng rất nhiều lời nói ngoài kia hỏi là lúc nào đi cũng nắm tay nhau, vậy ở nhà có chửi nhau không? Rõ ràng, có chứ. Nhưng nói đi cũng nói lại, phụ nữ nếu gặp đúng người đàn ông yêu thương và trân trọng mình là gương mặt rạng rỡ. Qua đây, Hà cũng xin gửi lời cảm ơn sâu sắc nhất tới người đàn ông hiện tại, người khiến Hà bình an trong mỗi giấc ngủ khi đêm về. Anh luôn yêu thương con của Hà và anh ấy vô điều kiện, ngay cả sắp yêu con của Hà cũng vậy. Cảm ơn anh đã luôn đồng hành, luôn hiện diện trong mọi show diễn, luôn yêu thương và luôn bảo vệ em, như ca sĩ trải lòng về hôn nhân bên Kim Lý. Yêu nhau 7 năm, có hai con chung nhưng đến nay Hồ Ngọc Hà vẫn chần chừ, chưa chịu tổ chức đám cưới với Kim Lý. Cô từng cho biết, nếu như đối phương luôn háo hức được làm đám cưới thì cô lại không thích điều này vì em những gì quá trọn vẹn. Tôi chắc chắn không thích làm đám cưới. Tôi không dám nói rằng những điều quá trọn vẹn sẽ dễ gặp chuyện gì đó xảy ra. Tuy nhiên, sang năm, tôi và anh Kim bước sang năm thứ 7 gắn bó. Tôi từng đọc một cuốn sách nói rằng cứ mỗi giai đoạn 7 năm của các cặp đôi sẽ là một sự biến chuyển. Gắn bó được 7 năm đầu tiên đã là thành công lớn rồi nên có thể đám cưới không diễn ra như một kỷ niệm đẹp, tương đương không kém gì đám cưới sẽ diễn ra. Như ca sĩ 8X tâm sự.